Nằm cách trung tâm huyện Bảo Yên gần 20 km, xã Vĩnh Yên có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người Tày chiếm đa số với khoảng 70% dân số. Đến với Vĩnh Yên, chúng ta có thể cảm nhận được nét văn hóa Tày in đậm trong từng làng bản, mỗi mái nhà, trong cuộc sống sinh hoạt của bà con, đặc biệt là những nếp nhà sàn và làn điệu then truyền thống. Điệu then đã trở thành linh hồn của bản Tày với nhiều thế hệ đã và đang ngày đêm tìm tòi, lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Hát then đã gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán và tín ngưỡng của người Tày ở xã Vĩnh Yên. Then có mặt trong những nghi lễ quan trọng nhất như cúng thần linh, cúng gia tiên và đặc biệt là trong những sinh hoạt cộng đồng như hội xuống đồng, hội mừng cơm mới. Nhiều năm theo học hát then, ông Hoàng Văn Thụy giờ đây đã là một thầy then có tiếng trong vùng. Không chỉ thông thạo nhiều điệu đàn tính và bài then cổ, ông Thụy còn dày công sáng tác những lời then mới để biểu diễn trong những ngày hội của bản. Với nghệ nhân Hoàng Văn Thụy, then như hơi thở, như lẽ sống của cuộc đời. Bản thân thì cũng từ bé cũng thích hát then, cho nên thì cũng phải sưu tầm và đi sưu tầm những cái các cụ có tuổi ở trong làng. Các cụ ở những xã khác thì mình chỗ nào thì có thầy then thì mình đi mình sưu tầm lấy cái lời then nó có ý nghĩa để tuyên truyền để hát. Nặng lòng với then, nghệ nhân Hoàng Văn Thụy cùng một số người đã thành lập đội hát then xã Vĩnh Yên. Không chỉ bảo tồn các làn điệu then với khoảng 50 bài chủ yếu là then cổ mà hoạt động của đội còn đưa những câu hát then mượt mà say đắm lòng người đi muôn phương. Qua nhiều năm miệt mài trong hành trình tìm lại và phát huy điệu hát truyền thống, đến nay đội hát then xã Vĩnh Yên đã tập trung được khá đông người dân tham gia, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt có cả những em nhỏ cũng say sưa tập hát. Đây thực sự là niềm vui với những người tâm huyết với làn điệu then Tày. Em học được tầm khoảng 20 bài rồi ạ. Đó là những bài về then đổi mới em, là bài Đường lối Hồ Chí Minh, Bảo Yên huyện đó hát then rất nhiều, về then cổ là bài Tuộng Mác, Khảm Thông và bài Tắp Tẻo ạ. Sức sống của hát then ở miền quê thanh bình này được trào dâng khi nhiều thế hệ nơi đây yêu thích và say mê học những bài hát then của dân tộc mình. Hiện nay các buổi liên hoan, ngày lễ hội văn hóa các dân tộc, các chương trình ca nhạc của xã đều lấy các tiết mục hát then làm nòng cốt. Nhưng để hát then thực sự thăng hoa, để cho mọi đồng bào dân tộc Tày đều biết và yêu thích làn điệu then của dân tộc mình thì vẫn còn rất nhiều những khó khăn khiến những người làm công tác văn hóa đang ngày đêm trăn trở. Đảng ủy chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm, đặc biệt là cũng đã thường xuyên là tuyên truyền vận động các cái truyền nhân rồi là các thế hệ rồi để truyền dạy lại, đặc biệt là ở xã đấy cũng đã đưa vào các cái trường học để bây giờ là trên địa bàn xã thì có 2 cái câu lạc bộ và được các cái truyền nhân này trực tiếp truyền dạy tại các cái trường trung học và tiểu học. Về miền then, để được lắng nghe những thanh âm trong trẻo nơi bản Tày, hòa mình vào dòng chảy của văn hóa dân gian, then Tày giờ đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Hát then là hồn cốt, là niềm tự hào của người Tày Vĩnh Yên. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương,
Cùng tình yêu và trách nhiệm của các thế hệ nghệ nhân hát then, những điệu then mượt mà sẽ còn vang mãi nơi những vùng quê Thanh Bình, Trù Phú.